Phải không? Mong được làm Phật. Mà ai cho mình làm Phật đây? Chính mình khéo nhận định, khéo thấy cho đúng sự thật thì đó là giác, mà giác là Phật. Bây giờ tôi nói thí dụ, thí dụ giờ mình biết cái đồng hồ là cái tánh không duyên hợp, có là có hư giả, thì ai chê đồng hồ mình xấu mình có buồn không? Nó đồ giả, xấu tốt có nghĩa lý gì? Bản thân nó đã giả thì nói gì xấu tốt. Còn nếu mà cho đồng hồ thiệt, đồng hồ này là đẹp, là vừa ý mình, mà bị ai chê xấu mình buồn không? Đó. Thì như vậy cái vui buồn là cái cố chấp, cái giả tưởng là thật, rồi trên cái tưởng thật đó cộng thêm tốt xấu khen chê đủ thứ phiền não. Còn nếu chúng ta biết nó là giả thì chuyện khen chê không có giá trị gì hết. Đó. Như vậy thì mới thấy rằng cái người tu dùng trí tuệ quán chiếu đúng cái trí tuệ bát nhã thì mọi việc nó đều rất là an ổn, rất là vui, không có gì phải gọi là lo buồn. Mà thấy cái đồng hồ là giả thì thấy thân này thiệt hay giả? Thiệt hay giả? Đồng hồ giả mà hơi dễ chịu hơn, phải không? Cái thân này giả mà khó chịu quá, phải không? Mà thiệt thân này, nếu mà chúng ta phân tích ra từ bộ xương, ở trong là bộ xương rồi các cái lóng nó ráp lại rồi có dây gân cột từ trên xuống dưới, rồi ở ngoài cái bao một lớp thịt rồi có máu, rồi ngoài bọc cái mớ da. Nếu phân tích ra nó thiệt không? Nó không thiệt, mà ngỡ là thiệt thì đó là cái gì? Đó là si mê, là vô minh. Bởi chúng ta bị si mê, bị vô minh, cho nên cái giả mà ngỡ là thiệt. Rồi khi ngỡ thiệt rồi, mất nó có khổ đau, sợ sệt. Còn nếu mình biết nó giả thì giờ đừng nói tu nhiều tu ít gì hết. Quý vị luôn luôn thấy thân này là giả. Chừng nào mà tới cái giờ cuối cùng ra đi thì cứ cười nói đồ giả này bỏ được tốt chứ không có gì hết. Quý vị đừng có lo giùm tôi thấy nó giả lắm. Nói như vậy thì quý vị tỉnh chưa? Mà nói vậy quý vị cũng là con cháu Phật rồi đó, phải không? Chứ mà gần đi rồi cứ than thở mất thân này rồi không biết thì sao đây, rồi lo rồi sợ vân vân, thì cái đó là cái mê lầm. Cho nên hiểu được đạo lý, thấy được cái chân thật thì cái người sống nó được an ổn tự tại, chứ không phải thêm một cái gì. Chỉ cần thấy đúng như thật thì mình sẽ khỏe, mình sẽ an vui. Bảo sát hỏi: chỉ như khi chẳng sanh chẳng diệt là thế nào? Ngài liền nhầm miệng, Bảo sát tát cho một cái nói: chớ nói mớ, đã chẳng sanh chẳng diệt hỏi thế nào sao? Phải không? Chẳng sanh chẳng diệt thì nó như chứ thế nào? Mà hỏi thế nào cho nên Ngài tát cho cái nói mớ. Mớ tức là nó mộng đó, nó mê đó. Nói xong, Ngài bèn nằm như sư tử, lặng lẽ mà tịch vào niên hiệu Hưng Long thứ 16, 1308, thọ 51 tuổi. Hồi thời thế kỷ 13, sống được tới 51 tuổi đó là già lắm rồi đó. Còn thế kỷ mình thì sống bao nhiêu bây giờ? Chắc tới 8, 9, 10 bây giờ, phải không? Như vậy thì mình đương tăng, tuổi thọ đương lên, nó dài hơn. Hồi xưa có 51 tuổi mà thấy đã già rồi. Pháp Loa theo lời di chúc của Ngài làm lễ quả táng, lượm ngọc cốt có 5 màu để vào bình. Vua Anh Tông cùng đình thần đem long giá rước ngọc cốt về tôn thờ nơi Đức Lăng và xây tháp ở chùa Vân Yên trên núi Yên Tử để hiệu là Huệ Quang Kim Tháp và dân tôn hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tỉnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật. Ngài còn lưu lại những tác phẩm, một là Thiền Lâm Thiết Chủy Ngữ Lục,
hai là đại hương hải thi tập, ba là tăng già toái sự, bốn là thạch thất mị ngữ do Pháp Loa soạn lại lời của Ngài. Thì như vậy Ngài tịch rồi mà còn lưu lại rất nhiều tác phẩm. Nhưng mà sau này tìm thì cái Thiền Lâm Thiết Chỉ Ngữ Lục tìm không ra, cho nên chúng ta thiếu cái đó. Thì đây để thấy cái thời gian kết thúc cuộc đời, sự tu hành của Ngài, quý vị thấy nó nhẹ nhàng, nó không có gì mà phải khổ sở. Nhưng mà cái kết quả thấy rõ ràng, khi ra đi được tỉnh táo, sáng suốt, không có gì sợ sệt hết. Đó là cái điều mình thấy đáng mừng. Rồi những cái lời Ngài để lại thì tôi trích một ít đoạn để cho quý vị thấy về thơ Thất Ngôn Bát Cú. Thì có cái bài thơ mà gọi là Xuân Vãn, tức là cuối mùa xuân. Tôi đọc cho quý vị nghe. Niên thiếu hà tầng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bách qua trung. Như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đoàn kháng trị hồng. Dịch: thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cảnh hồng, cánh hồng. Đó, Ngài nói hồi thuở nhỏ, hồi còn niên thiếu đó, thì chưa hiểu được cái lý sắc không. Bởi chưa hiểu được lý sắc không, cho nên một khi mùa xuân đến thì ở trong tâm sự mình, nhất xuân tâm sự bách qua trung, tức là ở trong tâm mình đối với trăm hoa thì nó rối rắm. Cho nên ở đây dịch là xuân về hoa nở rộn trong lòng. Thấy hoa này đẹp, hoa kia xấu, hoa này vàng, hoa kia trắng, đủ thứ, tâm mình nó rộn rã theo. Cũng như hiện giờ chúng ta thấy người còn si mê chưa tỉnh thì đối với cảnh đời, nào là đẹp, nào là xấu, nào là những cái vừa ý, không vừa ý, vân vân, nó lung tung ở trong lòng mình hết, phải không? Thấy cái này thì ưa, thấy cái kia thì ghét, gặp người này thì thương, gặp người kia thì không ưa, vân vân. Tất cả những cái điều đó luôn luôn nó làm rối rắm trong lòng mình. Quý vị có vậy không? Còn rối rắm không? Nếu mà mình không có hiểu thì tất nhiên lòng mình nó vướng bận cái này, cái kia, cái tốt, cái xấu, cái hơn, cái thua, đủ thứ, cho nên nó bất an. Rồi, như kim khám phá đông hoàng diện, là Chúa Xuân nay bị ta khám phá. Khi khám phá được ông Chúa Xuân rồi, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng, nghĩa là khi mình đã tìm ra được cái lý thật, cái lẽ chân thật rồi, thì giờ đây ngồi trên giường thiền, tới mùa xuân đủ thứ hoa nó nở, nở rồi rụng, mình xem hoa nở hoa rụng cười thôi, không có gì bận trong lòng nữa hết. Đó, như vậy thì khi mà chúng ta tu, chúng ta tìm ra được cái chân thật của chính mình rồi, thì tất cả cái được, cái mất, cái đẹp, cái xấu, cái hơn, cái thua, dần dần nó không còn rộn trong lòng mình. Nó thảnh thơi, tự tại. Tại sao mà thảnh thơi, tự tại? Vì biết được, mất, hơn, thua, tốt, xấu là giả dối, là tạm bợ. Tất cả cái giả dối tạm bợ đó mình có bận tâm làm gì? Cho nên thảnh thơi, cho nên nhìn qua nó rụng cười thôi, không có buồn, không có than. Như vậy thì quý vị thấy ai được tự tại? Để rồi chúng ta quý, chúng ta mến, chỉ có người nào tỉnh, phải không?
thì tỉnh thì chúng ta sẽ được tự tại. Tỉnh thì chúng ta không vướng mắc với bụi trần, còn mê thì dính đủ hết. Như vậy thì đạo Phật là đạo giác ngộ. Ngay trong cái cõi đời này, chúng ta thấy đúng như thật là chúng ta giác ngộ. Mà giác ngộ thì chúng ta tỉnh, mà tỉnh thì tự tại ngay trong cái cuộc đời này chứ mới đâu hết. Cho nên Ngài nói thở bé thì hoa nở cái rộn trong lòng. Bây giờ ngồi trên giường thiền thấy hoa nó rộn cười, không có bận tâm chút nào hết. Như bây giờ quý vị đương bị cột ở trong thế gian thì khi làm ăn mà được thì vui, phải không? Thất bại thì sao? Thì buồn, khổ, lo lắng đủ thứ hết. Thì có rộn trong lòng không? Rộn hoài. Còn nếu mà ta ngộ đạo, hiểu đạo rồi thì tất cả cái đó đều là trò chơi thôi, tạm ở. Nếu làm ăn thành công thì mình có của nhiều, có tiền nhiều, làm việc thiện, việc nghĩa. Còn nếu làm ăn thất bại thì thôi, kệ, đơn sơ, muối tiêu, muối ớt, rồi ăn cơm hẩm cũng được chứ có gì đâu. Sống tạm mà, phải không? Sống tạm chứ có gì đâu mà phải khổ. Thì như vậy thì chắc là ở đời mình thảnh thơi, nhẹ nhàng. Như vậy thì cái khổ, cái vui tại chỗ nào, gốc từ đâu ra? Giờ quý vị tìm đi. Nhiều người cứ đổ khổ là vì mình thiếu, mình nghèo, còn vui là vì mình có dư giả. Bây giờ tôi hỏi quý vị, những người hiện tại dư giả rất nhiều đó, họ có vui hoàn toàn chưa? Như vậy thì đâu phải là cái nhiều tiền là vui. Còn những người nghèo, đủ ăn đủ mặc, chắc gì họ đã khổ, phải không? Như vậy thì cái vui, cái khổ gốc từ mê và tỉnh thôi. Như vậy thì đổi cái mê thành tỉnh cách chừng bao xa, chừng bao lâu? Dễ ở cái gì? Bây giờ nếu mà thấy cái món đồ tốt, đắt tiền, thì người mê thì thấy đó là tốt, quý, cái rồi muốn, muốn không có tiền cái buồn, phải không? Còn chúng ta tỉnh thì thấy nó không có gì là tốt hết, nó cũng là giả dối. Rồi thấy nó giả dối thì đâu có nghĩ tới tiền bạc, mình không có tiền mua có đâu buồn, đâu có buồn bã gì, phải không? Chỉ cần đổi cái nhìn thì ngoại cái khổ theo đó hết. Như vậy tức là chuyển phiền não thành bồ đề dễ chứ đâu có khó. Mà tại vì mình không gan, không dám nhìn thẳng. Phật dạy, tổ dạy, rồi chúng ta được đọc, được nghe, được hiểu, mà hành không chịu hành. Phật dạy thì để đó, tổ dạy thì để đó. Đổi, đối với việc thế gian thì cứ đeo đẳng đó, tới chừng ngã đuổi ra chết, tới chừng nó giật mình thì trở tay không kịp. Cho nên người xưa khi người ta thấy được cái gì, người ta liền tỉnh liền. Còn chúng ta thấy mà không chịu tỉnh, cho nên rồi cứ chìm trong cái chỗ mê. Rồi tôi thích nhất là hai cái bài gọi là sơn phòng mãn hứng, tức là cái vui hứng thú ở cái phòng trên núi. À, cái phòng trên núi tức là cái thất nhỏ trên núi. Vui, vui như thế nào? Ngài làm hai bài thơ nguyên chữ Hán: Thùy phượt cánh tương cầu giải thoát, bất phàm hà tất mít thần tiên, viên nhàn mã nguyện nhân ưng lão, y cửu vân trang nhất tháp thiền. Đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai: Thị phi niệm trục triêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hoàng, qua tận vũ tình sơn tịch mịch, nhất thanh đề điểu hữu xuân tàn. Đây chúng tôi dịch: phòng núi khởi hứng, ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Bây giờ đặt câu hỏi, mình nói rằng mình khổ quá, bị trói buộc đủ thứ. Bây giờ hỏi ai trói mình đây? Ai trói? Bây giờ quý vị nhìn coi ai đang trói quý vị.
mà gặp cái than chắc lưỡi hít hà khổ quá, phải không? Ai trói buộc mình mà khổ? Mà không ai trói buộc thì cầu giải thoát làm gì? Cứ nói tôi tu cầu giải thoát, nhưng mà giải thoát là khi nào bị trói buộc. Không bị trói buộc cầu giải thoát làm gì? Cũng như tôi thường nói, ai đó bị người ta bắt, ta cột vào trong gốc cây thì kêu la nhờ mở, phải không? Bị cột cho nên kêu nhờ mở, thì bị cột mới kêu mở. Còn nếu không có bị cột kêu mở làm gì? Thì hiện giờ than thở tôi khổ quá. Cái khổ đó ai cột mình, ai đem đến cho mình? Cũng tại mình thôi. Mình đa sự quá mình khổ. Đa sự mình khổ mà không biết, rồi cứ than với người này, thở với người kia, rồi cứ thấy khổ hoài. Như vậy cho nên cái câu này là cái câu mà Tổ Tăng Sáng hỏi Tổ Đạo Tín. Này Đạo Tín là sa di mười mấy tuổi thôi mà nghe Tổ Tăng Sáng ngộ đạo, cái ngài tìm tới gặp Tổ Tăng Sáng. Khi gặp Tổ Tăng Sáng thì ngài liền hỏi, yêu cầu Tổ Tăng Sáng: bạch hòa thượng, hòa thượng dạy cho con pháp môn giải thoát. Tổ Tăng Sáng nhìn thẳng đó, ai trói cột ngươi? Ai trói cột ngươi? Cái ngài sững lại, ngài tìm không ai cột hết trơn. Nói dạ không có ai cột con hết. Hỏi cầu giải thoát làm gì? Ngay đó cây ngày ngộ. Đơn giản như vậy. Thì như vậy không ai trói buộc mà cầu giải thoát cái gì? Như vậy thì giải thoát là mở trói cho, mà không trói mà kêu mở trói, có mê không? Như vậy thì cái tu đạo Phật nó gần gũi làm sao, nó thực tế làm sao? Mình phải thấy rõ hiện giờ bị cái gì trói buộc mình mà kêu khổ. Thí dụ như con người, con đi xa rồi cứ ngồi nhớ trong khổ quá, thì bây giờ muốn hết khổ làm sao? Đừng thèm nhớ trong, hết khổ liền, dễ như trở bàn tay, phải không? Ai bảo mình ngồi đó mình nhớ mình trong đó. Như vậy thì ai cột mình? Tự mình cột mình. Rồi mình sống gia đình vừa đủ ăn, vừa đủ ăn cái là thấy người ta khá giả hơn, người ta có xe cộ, có nhà lầu xe hơi, cái rồi cứ trách cứ phiền mình sao thân phận nghèo khổ, khổ quá. Như vậy thì khổ làm gì mình không được giàu, phải không? Mà không được giàu là khổ sao? Rồi hỏi người ở nhà lầu có xe hơi đó có khổ không? Có than không? Chắc cũng than dài dài vậy. Mỗi người khổ mỗi cách. Người thì có nhà lầu có xe hơi thì khổ với những cái chung quanh, có tiền nhiều thì bạn bè rủ rê ăn nhậu rồi riết rồi hư, thì nó có cái khổ riêng. Còn mình nghèo thì mình ăn uống đạm bạc thì không có bệnh hoạn gì hết. Thì như vậy ai cũng có cái khổ hết. Đừng đòi hỏi phải giàu mới thấy khổ. Như vậy biết sống là không khổ, phải không? Biết sống là tỉnh, là sáng. Như vậy thì chúng ta không có gì trói buộc, không có gì làm cho chúng ta khổ, mà chính cái tâm mình nó không có biết đủ, nó không có biết đúng lẽ thật, cho nên rồi mình khổ. Rồi câu thứ hai: chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Có nhiều người tu á cứ nghĩ mà làm sao được về quả Bồng Lai cho sướng, phải không? Về Bồng Lai là thành gì? Thành tiên. Còn nếu trong đạo Phật mình nói về Cực Lạc mới sướng, phải không? Về Cực Lạc sướng thì cái đó xa quá, ngay bây giờ mình sướng mình thảnh thơi tốt rồi, chứ đợi về Cực Lạc xa quá mà, phải không? Bây giờ mình đang là phàm hay không phải phàm? Giờ quý vị trả lời câu đó, xác nhận rồi, chúng ta đang là phàm hay là không phải phàm?
nói không phải phàm sợ e phạm tội, tội phạm thượng. Chứ sự thực ra Phật nói chúng sanh đều có tánh Phật, có tánh giác. Mà có tánh giác sẵn thì phải phàm hoàn toàn đâu, phải không? Nếu mình không có cái đó thì phàm, phàm hoàn toàn. Mình có sẵn cái đó, mà sở dĩ phàm là tại mình trùm cái lớp phàm lên bên ngoài, nó che phủ tánh giác đi, rồi mình thấy mình phàm. Nếu lột cái mũ đó ra, hay là cái bao che đẩy đó ra, thì tánh giác hiện lên thì đâu còn phàm. Quý vị thấy rõ ràng, vì chúng ta si mê, chúng ta vô minh, cái giả tưởng là thật, giờ cứ vậy mà chấp, chấp rồi khổ. Bây giờ cái giả biết là giả, cái giả biết là giả thì hết si mê, mà hết si mê thì lúc đó phàm hay không phàm? Mình thánh con rồi, phải không? Thì như vậy, cái phàm với cái thánh ở gần một bên nè, mà chúng ta cứ ôm cái niệm mình là phàm, không có làm gì được hết á, về cực lạc, về được lên bồng lai kìa mới sướng, phải không? Như vậy ở tại cõi này, nếu mình không mê, không chấp, mình có sung sướng không? Thánh thơi tự tại, ai có chê, có cười, có khinh bỉ, mình cũng thấy như trò chơi, cứ tự tại sống. Nhất là những người biết tu rồi thì giả sử có đồ ngon thì ăn đồ ngon, có đồ dở ăn đồ dở, thì sống đã là sống tạm thì có gì đâu. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, quý vị thấy nếu chúng ta sống đạm bạc, ăn cơm hẩm với muối tiêu muối ớt, rau muống luộc, thì như vậy với con mắt người ta thấy mình khổ. Mà nếu mình ăn vậy thì ăn để đủ no cho khỏe thì đâu có khổ, phải không? Còn những người mà ăn bàn này cổ kia dãy đầy, rồi vô ngồi tiệc thì phải, kẻ thì ép qua người ép lại, ăn riết đầy cái bụng, đầy cái bụng đi về khổ không? Cũng khổ vậy. Mình ăn lửng lửng mình còn khỏe, còn bắt ăn đầy bụng rồi cũng khổ chứ không xứng ích gì đâu, phải không? Dồn quá rồi cái thì thấy khổ. Như vậy thì cái khổ đó thiệt ở chỗ nào? Thiếu là khổ hay dư là khổ? Mình thiếu thì mình cảm thấy khổ, mà người ta dư thì cũng khổ như thường. Thì chỉ cần cái biết trung hòa. Mà làm sao trung hòa? Thì tự mình tự chọn, tự lựa lấy. Chứ còn được cái địa vị cao rồi thì khổ thêm thôi. Người này đãi, người kia đãi, mà tới không ăn sao được, mà ăn cái dòm riết chịu sao nổi, phải không? Đó thì cũng là cái khổ của họ. Như vậy thì mới thấy rằng tất cả ở giữa thế gian này không có cái khổ thiệt, mà khổ là tùy cái nhìn, tùy hoàn cảnh. Chứ đừng có tưởng ăn uống sung sướng mà được người này đãi người kia đãi đó là tốt đâu. Đó là cái gốc của bệnh rồi đó, phải không? Còn mình ăn đạm bạc mà sống dài, khỏe, ốm, con người gầy gầy vậy đó mà đi thảnh thơi, nhẹ nhàng, chứ còn nó phục phịch quá đi không nổi, đi còn khổ nữa. Vì vậy mà hiểu cho cùng rồi thôi, không có gì gọi là cái chân thật hết trơn á. Mà thế gian cứ đòi hỏi thèm thuồng những cái nó không quan trọng. Đó là tôi nói cho quý vị thấy lẽ thật. Như vậy thì chúng ta ai ai cũng có thể hiểu được lẽ thật đó. Mà hiểu được lẽ thật đó thì chúng ta là thần tiên rồi, chứ không có đòi về cõi tiên chi chân cực nữa. Rồi hai câu sau: vượng nhàn ngựa mỏi người đã lão. Tức là chữ nhàn đây là một phương tiện thôi, chứ còn nói con vượng thì nó già, con ngựa thì nó mỏi, còn người ta thì đi chống gậy. Nghe là tất cả cái cuộc sống, từ con vượng, từ con ngựa cho đến con người, ai ai vật gì cũng đi tới cái ngày già, ngày cuối, chứ không có dừng ở đâu hết. Như vậy thì tất cả chúng sinh có mặt trên trần gian này đều bị cái luật vô thường nó chi phối. Cho nên con vượng thì nhàn, con ngựa thì mỏi, người thì già.
như cũ Văn Trang một chổng thiền, như xưa ở Văn Trang. Văn Trang tức là cái nhà nhỏ ở trong mây, rồi để một cái giường thiền ngồi thiền. Cái giường ngồi thiền ở trong cái ao nhỏ ngang với mấy cụm mây bay đó, thì cái đó nó vẫn không đổi thay, nó như cũ như xưa, không đổi thay. Con vượn đổi thay, con ngựa đổi thay, con người đổi thay, mà một cái giường thiền ngồi trên Vân Trang không có đổi thay. Đó là để nói mọi sự vật đều bị vô thường chi phối. Chỉ khi nào chúng ta tu nhận chân được mình có cái thật rồi, thì cái đó muôn đời không thay đổi. Như vậy thì hai bên, một bên thì đổi thay vô thường, một bên thì không đổi thay. Mà không đổi thay mà sống được cái đó thì gọi là gì? Gọi là giải thoát sinh tử. Còn theo cái đổi thay đó là luân hồi sinh diệt. Như vậy thì chúng ta nên chọn cái nào, tìm cái gì? Như vậy thì người tu vì biết các cái sinh diệt, các pháp sinh diệt, không chìm đắm trong đó, không mê say trong đó, mà chỉ luôn luôn phản quan, tìm cho ra cái thực của mình, đó là dại khờ hay là sáng suốt? Việc làm đó đâu phải dại khờ, phải không? Nhưng mà người đời họ không biết, họ tưởng như vậy đó là tiêu cực, là dại khờ. Chứ thực ra cái chân thật đã sẵn ở mình, mà mình không chịu tìm, không chịu dùng, chạy theo cái tạm bợ hư ảo ở ngoài, rồi cứ đuổi theo như vậy, chìm đắm trong sinh tử không biết chừng nào ra được. Còn biết trở lại cái chân thật của mình thì chính mình tự tại giải thoát ở giữa cái cõi sinh diệt này. Thì quý vị thấy việc làm đó nó nhỏ hay nó to? Nó là quá to, quá lớn, phi thường, cho nên gọi là phi thường. Còn mình đuổi theo cái sinh diệt như mọi người, đó là tầm thường. Vì vậy mà nói người tu là người làm việc phi thường. Mà đã là phi thường thì nó khác, nó ngược với thế gian, phải không? Ngược cái thế gian nhưng mà không ngoài ở thế gian. Mình cũng sống, cũng ăn, cũng mặc như ai, mà tâm mình, cái chỗ thấy của mình nó khác với người ta. Đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái giá trị của người tu. Như vậy thì qua bốn câu này, quý vị thấy hai câu trên thì Ngài bảo rằng chúng ta tự giải thoát rồi, chứ không có ai trói buộc mình đâu. Mà chính chúng ta đã là tiên, đã là Phật, chứ không phải là kẻ phàm. Mà tại vì mê, quên, không bị trói mà ngỡ là bị trói, đang có sẵn ông Phật trong tâm mình mà lại nói mình là phàm, là ngu, phải không? Như vậy phàm tức là ngu, mà mình có Phật rồi làm sao mình phàm được, làm sao mình ngu được? Mà cứ cam chịu thân phận phàm ngu hoài, buồn không? Bởi vậy nên Phật nó thấy thương, thấy chúng sinh mà thương. Thương tại chỗ đó, có Phật mà không chịu tìm, mà cứ đuổi theo những cái ma quái thế gian, rồi khổ, rồi khổ hoài, rồi kêu trời kêu đất. Quý vị thấy ở thế gian có kêu trời kêu đất thường không? Nghĩa là đuổi theo đã rồi không được, thất bại chừng đó, rồi vỗ ngực dậm chân kêu trời kêu đất. Thì cái đó là cái gì? Tại sao mình đi tới cái chỗ đó? Tại vì cái mê lầm, đuổi theo cái tạm bỡ. Chứ còn nếu mình thấy được cái thật rồi thì đâu có gì mà phải khổ. Đó là cái ý nghĩa bài kệ thứ hai. Đến bài kệ thứ ba: phải quấy niệm rơi qua buổi sớm.